thi của trường Đại học Nam Cần Thơ và các trường bạn. Chúng ta đang đến tham dự vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2020 đang được tổ chức tại trường Đại học Nam Cần Thơ ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, trong vòng sơ khảo ngày hôm nay, các bạn thí sinh sẽ phải thể hiện hết sức của mình để tạo ấn tượng với ban giám khảo và các khán giả của chúng ta có mặt tại đây thông qua hai phần thi chính, đó chính là phần thứ nhất, phần thi trắc nghiệm 30 phút mà chúng ta đã thi lúc đầu, phần 2 là trình diễn trang phục tự chọn và ứng xử. Kết thúc vòng sơ khảo tại 6 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, ban giám khảo sẽ chọn ra tổng số 120 thí sinh và 12 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất từ chương trình Đồng hành Trường Tôi Là Số 1 cùng các thí sinh đủ điều kiện đạt cách vào vòng bán kết toàn quốc. Và kính thưa quý vị, trước một trường hoa sắc đẹp như thế này, để lựa chọn ra những thí sinh duyên dáng và thông minh nhất là một việc không hề đơn giản chút nào. Và đặc biệt, đối với những người cầm cân nảy mực cho cuộc thi, chúng tôi đang muốn nhắc đến những thành phần ban giám khảo, những người sẽ phải làm việc rất cẩn thận để chọn ra những thí sinh xứng đáng đi tiếp vào những vòng sau. Cho phép Minh Toàn xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo tại vòng sơ khảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Minh Hoàng. Xin được trân trọng giới thiệu anh Hoàng Tuấn Việt, ủy viên ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phó trưởng ban biên tập Cộng chí thức Thánh Giọng, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Và tất nhiên, vòng thi của chúng ta được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, sẽ có một vị giám khảo đến từ thành phố Cần Thơ để thêm tinh thần và thêm tự tin cho các thí sinh của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo anh Trần Việt Tuấn, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên, thí sinh mang số báo danh 001 Lê Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 2001, đến từ trường Đại học Tây Đô. Chúng ta đang theo dõi phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 001 Lê Trần Thị Thu Thảo. Thu Thảo sinh năm 2001, hiện tại đang theo học tại trường Đại học Tây Đô. Giao lưu thể hiện khả năng ứng xử của mình, của bạn Thu Thảo với bạn giám khảo. Xin mời bạn giám khảo ạ. Dạ, kính chào bạn giám khảo và mọi người đang có mặt ở đây. Em tên là Lê Trần Thị Thu Thảo, em đến từ trường Đại học Tây Đô. Năm nay em 18 tuổi. Vừa rồi em kiểm tra nhân chắc chưa? Dạ, em kiểm rồi. Số đo chiều cao bao nhiêu? Dạ, số đo chiều cao của em là 1m68. Wow, thế em học 1m68. Em học ở trường Tây Đô thì đang học khoa gì? Dạ, em đang học khoa luật kinh tế. Dạ, khoa luật kinh tế. Em có thể giới thiệu một chút về sở thích cá nhân của mình được không? Dạ, sở thích cá nhân của em là thích nhảy và tham gia các hoạt động tình nguyện ở bên đoàn và ở ngoài xã hội. Thế tham gia các hoạt động của bên đoàn thì em đã đi công tác tình nguyện là nào chưa? Dạ, anh đã đi đường nhiều nơi rồi ạ. Hậu Giang và các tỉnh thành khác để tích lũy những quyên góp cho ủng hộ cho người nghèo và cho các chị em khuyết tật. Thế trong quá trình mình đi thiện nguyện thì có một cái câu chuyện nào mà để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất không? Dạ có ạ. Dạ. Là bữa đó là có một chị em khuyết tật. Họ lại ôm lấy em luôn và em rất là cảm thấy cảm động khi mà người đó lại ôm mình và người ta không được may mắn như mình vẫn ngoài xã hội mình vẫn có một cái điều khó khăn cho mình nhưng mà họ còn khó hơn mình là không được đầy đủ như mình đầy đặn, cho nên em rất là cảm thông và thật là thương cho những người như vậy. Tại vì họ thấy em xinh đẹp này và em là một cô gái có tấm lòng nhân hậu nữa đúng không? Cho nên họ đến ôm em. Và vừa rồi em có nói là em thích nhảy đúng không? Thì
Thế thì chúc em thành công và được bước tiếp vào vòng sau nhé. Cảm ơn em nhiều và thi của em đã xong. Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 012 Nguyễn Thị Minh Thư. Số báo danh 012 Nguyễn Thị Minh Thư sinh năm 1997, hiện tại đang theo học tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Xin mang số báo danh 002 Trần Ngọc Mỹ Ti. Thí sinh mang số báo danh 002 Trần Ngọc Mỹ Ti sinh năm 1998, hiện tại là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Để cho mình có thêm những kiến thức cũng như là những kỹ năng cần thiết ạ.
chào em. Em vừa giới thiệu em là sinh viên của ngành quan hệ công chúng. Thế thì vậy thì cái quan hệ công chúng thì công việc của mình sau này thì khi mình tốt nghiệp thì mình sẽ làm những gì? Dạ, ngành quan hệ công chúng của em thì sau này sẽ có rất nhiều con đường để mình lựa chọn. Nhưng riêng với bản thân em thì em muốn sẽ là một nhà tổ chức sự kiện tương lai ạ. Đối với cả một bạn nữ mà trông thấy gầy gầy như em thì liệu rằng mình làm các sự kiện có khó quá vất vả không? Do cái vóc dáng là người mảnh mai của em. Dạ, thật sự thì tổ chức sự kiện là một đam mê cũng như là một cái ước mơ của em. Nên cho dù nó có khó khăn thì em cũng sẽ cố gắng chinh phục nó như là chinh phục ước mơ của mình ạ. Tôi vừa chúc em thành công với cả cái ước mơ của mình. Và vừa em đi thi cuộc thi này thì gia đình có biết không, bố mẹ có nói gì? Dạ, thật sự thì lần này em đi thi gia đình không biết. Vì em muốn là mình sẽ cố gắng để mình có một cái kết quả tốt về khoe với gia đình, thì lúc đó cha mẹ em sẽ vui hơn ạ. À, đây là bí mật đấy hả? Đúng rồi ạ. Rồi thế thì tài năng của em thì là tài năng có một cái gì đó nó nổi bật không? Dạ thì thật sự thì em là một cái cô gái thật sự hát không hay, nhưng mà em có thể là viết chuyện hoặc là mình có thể nấu ăn ạ. Em nấu ăn món nào ngon nhất? Dạ em nấu ăn cái món là kim chi cuộn với bò. Thế à? Dạ, mình có thể nói công thức cho các bạn sinh viên để cho chị nghe được không? Dạ, thật sự thì em cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện đến ban giám khảo và mọi người. Thì lúc đó, cái hồi xưa đại gia em có cho một cái quyển sổ nấu ăn. Thì em đã nhớ, hồi xưa lúc đó thì mình cũng chưa có lớn nên chỉ nhớ hoài mãi thôi là mình còn phải có kim chi, còn phải có bò, thịt bò. Rồi mình sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi mình sẽ cuộn lại ạ. Rồi, rất là cảm ơn em. Và các bạn sinh viên, các bạn hãy tặng cho một bạn sinh viên của chúng ta rất là kéo tay và nhiều ăn phở. Xin chúc mừng thí sinh Trần Đỗ Mỹ Thi với số báo danh 002. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần dự thi của số báo danh 003 Phan Nhã Phương. Phan Nhã Phương sinh năm 2001 và hiện tại là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Em tham gia đá vị trí nào?
Xin được chúc mừng thí sinh Phan Nhã Phương với số báo danh 003. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 004, Trịnh Thị Ngọc Yến. Ngọc Yến sinh năm 2001, hiện tại đang theo học tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Xin được chúc mừng thí sinh Trịnh Thị Ngọc Yến, số báo danh 004. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần dự thi của số báo danh 005, Hồng Bích Trâm. Hồng Bích Trâm sinh năm 2000, hiện
tại là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Dạ, lời nói đầu tiên Trinh xin gửi là chào đến ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Bích Trâm, em đang là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ, chuyên ngành của em là công nghệ thông tin ạ. Dạ, mục đích em đến đây hôm nay là để học hỏi, giao lưu, thêm được nhiều kinh nghiệm và gặp gỡ các bạn bè trên mọi miền. Và đặc biệt là em muốn thử thách bản thân em thêm một lần nữa. Dạ, em xin hết. Em vừa giới thiệu là em muốn thử thách bản thân thêm một lần nữa, tức là em đã có tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào rồi ạ? Dạ. Lúc trước em có tham gia cuộc thi Wago Đại học Nam Cần Thơ của trường em tổ chức ạ. Thế à? Thế là mình được bằng tốt bao nhiêu? Dạ, em được bằng tốt 20 của trường ạ. Thế là hôm nay là thêm một lần nữa đứng ở trên sân khấu và để thể hiện mình đúng không? Em có để ý là cuộc thi Wago sinh viên Việt Nam á, thì có khác gì với cả các thi sắc đẹp khác không? Dạ, em thấy là cuộc thi này thì được giao lưu với tất cả các bạn bè trên mọi miền đất nước ạ. Rồi, và cái tiêu chí thì có khác gì với cả các cuộc thi sắc đẹp khác không? Dạ, em thấy tiêu chí thì nó cũng tương tự như các cuộc thi khác ạ. Cũng không khó đối với các thí sinh và áp lực ạ. Rồi, cảm ơn em. Thế phần nếu như tài năng của em thì em sẽ thể hiện gì? Dạ, nếu phần tài năng của em thì em sẽ hát ạ. Sẽ hát ạ? Ừ, thế thì vừa rồi là bạn là chị Ngọc Yến thì vẫn chưa tự tin để hát. Thế vậy thì bây giờ em có hát một bài tặng ban giám khảo với các bạn sinh viên được không? Dạ, em xin tặng ban giám khảo và các bạn một câu ạ. Rồi, cảm ơn em. Một câu nha. Mời em. Đừng ôn chân nữa nhé, xin người hãy đừng thắc mắc. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi anh. Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi xanh. Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn. Để rồi khi xin được chúc mừng thí sinh Hồng Bích Trâm với số báo danh 005. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Hồ Nhiệt Ái Vi với số báo danh 006. Ái Vi sinh năm 2001 và cũng là sinh viên đến từ trường Đại học Nam Cần Thơ. Sức khỏe thật
thiệu đôi nét về quê hương của em là đâu và đặc sản của quê hương em là gì? Dạ, quê hương em thì như cô cũng đã biết thì nó nổi tiếng với những ca khúc giọng cổ, và đặc sản thì em nghĩ là quê em thì đặc sản là món bún mắm. Món bún mắm. Dạ. Thế công thức làm món bún mắm thì có biết không? Dạ. Mình không thích ăn món đó à? Dạ. À thích nhưng mà mình không phải nấu ăn đúng không? Dạ đúng. Thế là nhà thì có mấy anh chị em? Dạ nhà em có hai chị em. Dạ. À, em là lớn nhất à, hay là có chị ở trên? Dạ em là chị thứ hai, em có một em trai học lớp 2. À, vì là chị cả thì mình không phải nấu ăn đúng không? Thế hôm nay em đi thi thì bố mẹ có biết không và bố mẹ có động viên mình đi không? Dạ có, nhưng mà tới à ngày qua mới nói. Thế bố mẹ khuyên như thế nào? Dạ thì cảm ơn cái lòng của mẹ. Sao? Đấy, chính vì là cô hỏi các em câu đơn giản như vậy để cho các em thật là thoải mái và tự tin, mình không có gì căng thẳng cả nhá. Thế là bố mẹ nói gì? Dạ thì bố em thì hay nói chơi rồi bảo là không đi thi nhưng mà không có giải thì cũng không sao. Không có giải cũng không sao đâu. Sở thích cá nhân của em là gì? Dạ em thì em thích hát, múa, với lại em thích tham gia những cái phong trào của đền chùa hoặc là những phong trào thiện nguyện ở các chùa. Thế em trong quá trình em đi các chùa thì công việc của mình đóng góp là mình làm gì? Dạ lần gần đây nhất thì em đã tham gia thiện nguyện tại chùa Thiện Viện Trúc Lâm Phương Nam. Dạ em nằm trong ban trực tiếp. À tức là mình đón các khách thập phương của em. Dạ là em đi phụ sự để co các sân khấu hoặc là phụ để mà dẫn các vị hành khách đến năm chùa. Rồi cảm ơn em và cô chúc em sẽ đến ngày càng xinh đẹp này và rồi sẽ làm công tác thiện nguyện nhiều hơn nữa nhé. Rồi rồi em đo số đo nhân chắc của em thì chúng ta bao nhiêu? Tròn 1m6. Có 1m6 hay là dưới có phân nào không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em thích của em thì sao? Rồi, dạ. Mình cố gắng thật là tự tin lên nhá. Các bạn thật thoải mái mà nhá. Rồi, cảm ơn em. Em thích của em sao? Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 006 Hồ Diệp Ái Phi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Nguyễn Thị Anh Đào mang số báo danh 007. Anh Đào sinh năm 2000 và hiện tại là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Tức là mỗi một cái thành phố sẽ có cái đặc trưng, mặc dù rất là nhiều cái cây, chính vì thế mà cô hỏi về cái
của các em hàng ngày. Mình yêu cái nơi mình sinh ra và lớn lên, đồng thời mình phải quan sát để mình biết là thành phố của mình có những đặc trưng gì, và thành phố được phải danh là thành phố của cây xanh, đúng không nhá? Và em đang học khoa liên kết với cả Malaysia. Tức là sau khi có khoa liên kết đó, tức là mình sau này mình cái bằng của mình là bằng tốt nghiệp của đại trường luôn, hay là bằng chứng được là mình tại Malaysia. Trong trường có một khoa liên kết vậy. Anh có hỏi. Chào anh Đào, thì năm nay là em sinh năm 2000, vậy là năm nay là năm thứ hai, đúng không? Thì từ đầu năm đến giờ, cái hoạt động của đồng trường và sinh viên trường gặp năm hơn rất là nhiều. Thì theo cá nhân em thì em tâm sắc nhất là hoạt động nào của trường, của đoàn hội của trường tổ chức, hoạt động nào của anh trường, chị chồng tổ chức mà em thích nhất. Thì hôm qua thì em có tham gia không? Dạ, hôm qua em có đi học cái năng. Khả năng của em cũng là sở thích của em là vẽ. Ngoài vẽ ra thì cái sở trường của em là còn tình hợp sở trường như thế không? Nếu mà em được chọn vào vòng bán kết toàn quốc thì vòng bán kết thì có một phần thi tài năng, thì em nghĩ là mình sẽ thể hiện phần thi gì của mình trong nội dung thi tài năng đó? Thời gian chúng ta không cho phép để phải chậm. Có thể là em sẽ dạ. Rồi, cảm ơn anh Đào. Rồi, chúc mừng ngày trở thành thành xong môn thi của mình. Xin được chúc mừng số báo danh 007 Nguyễn Thị Anh Đào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh mang số báo danh 008 Lê Thị Tường Vi. Tường Vi sinh năm 2001 và Tường Vi là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Hay là nhảy dạ, em nhảy hiện tại, nhảy về cây bông. Vâng, cảm ơn.
khi em trả lời này hoặc bất cứ khi mà ai đi, tức là đang hỏi mình vậy, lúc nào cũng vậy, hiện nhá, luôn luôn đấy và cười như vậy, thấy chưa? Đấy thì bây giờ nói là cảm ơn các bạn là giáo viên ở dưới kia đang cũng hoạt động viên em thấy cười như thế. Em xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên cùng ban tổ chức và quý vị ban giám khảo đã đến tham dự buổi phòng sơ khảo của tôi sinh viên. Đây, vậy là phải đang cười đi, chưa nói phải không cười. Ông vừa đang nói cho để một cười rồi chưa? Cảm ơn em. Vâng, cũng bị trễ sắp rồi. Nhớ chứ, cười cho tôi quá, như thế nhỉ? Vâng. Cười làm cho mình tự tin hơn, rạng rỡ hơn, nhớ chưa? Và đó là phần dự thi của thí sinh mạng số báo danh 008 Lê Thị Tường Vi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mạng số báo danh 009 Nguyễn Phương Thảo Uyên. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chào ban giám khảo và các bạn đã đến.
Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 009 Nguyễn Phương Thảo Huy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 010 Nguyễn Ngọc Hương. Thank you.
đến đây để thể hiện mình và đến đây để nhìn sự tự tin đúng không? Và bạn nếu như bước được vào học sau, nếu như bạn để trả lời câu hỏi ứng xử nhé, chỉ cần hỏi em một câu thôi là một phụ nữ thì mình sẽ chọn ngôi nhà hay là mình chọn cho mình một sự nghiệp. Nếu cô như là hỏi mình, nếu là phụ nữ em muốn là chọn cả hai, em vừa muốn có sự nghiệp và vừa muốn có nhà hạnh phúc như mình. Thế nếu như mà lúc đó ông chồng đã bảo là không, em phải ở nhà thì không bao giờ mà mình có thể cân bằng được giữa công việc và với cả công việc ở nhà con cái, thì em sẽ lựa chọn cái gì? Và hoàn thành tốt cả công việc không, tức là vừa giỏi tiếng nước và vừa đạt được nhà, ok? Và rất là cảm ơn em. Bây giờ thì anh cảm thấy hết được một chưa? Thế thôi chú, vừa cảm ơn em với chúng tôi tin này. Rồi chúc mừng em và đi tới xong rồi. Và đó là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 011 Nguyễn Thanh Ngân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 013 Nguyễn Thị An. Thank you.
Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thúy An số báo danh 13. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 014 Trần Lê Ngọc Hạnh. Biết đến cuộc thi này hôm qua cái kênh làm hay là do các bạn trong lớp
giới thiệu thi chuyên thi hay là em tự đăng ký thi về cái sở thích cho môn muốn hay khẳng định muốn xác định hay không em biết cái cuộc thi này do anh quay một năm gần hơn đã đăng phải cái thi trên núi cho nên em đã biết cái cuộc thi này và cũng đó em cũng muốn tìm cơ hội để mà có bản thân tự thích bản thân của mình và tự thích bản thân cho ai trước cái cuộc thi này thì trường đại học Đăng Cần Thơ cũng có cuộc thi qua khoa của trường và hội sinh viên thành phố cũng có cuộc thi sinh viên năng lực thành phố thì hai cuộc thi đó thì em có thử sức lực bạn vận động mình đi. Dạ. Em thấy ở trên trường đưa
Xin được chúc mừng Nguyễn Phi Nhung đã hoàn thành xong phần thi của mình. Mời như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong 16 thí sinh đầu tiên tham gia vòng sơ khảo đầu tiên trong ngày hôm nay. Rồi, xin mời các bạn.